Là trời thấy ghê chưa? Tao nhìn mà tao xám hồn luôn á. Chắc cái kiểu này là ông bà gọi tên hay sao nè. Mà thôi kệ đi, đi cho kịp giờ đầu thai. Ma petite vache à mal aux pattes, tirons-la par la queue. Ăn được cái miếng ăn của mày coi bộ khó quá. Mày cho đàng hoàng được thì mày cho đàng hoàng không được mày biến mẹ đi. Mày mày làm một lần nữa là tao ghim nhẹ cái cặp sừng tao vô cái não bộ của mày đó. Ủa, sao không nuốt luôn cái cây luôn đi? Đưa tôi làm chi nữa? Xin có một miếng à. Ăn ít ít quá ha. Biết người ốm mo gầy mo quá. Ăn nữa không? Ra chợ tôi mua nữa cho. Ừ? Giết rồi tôi không biết tôi con ruột hay con ghẻ của bà nữa. Mày nói sao sao? Nè ha, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, còn tao hồi tao lấy cái lòng tao đâm lòng vô cái đầu của mày đó. Ông bà xưa người ta nói ăn sâu nghĩa nặng, chớ quên làm con phải giữ lấy nền phong gia, còn mày làm mơ làm phước mày giữ cái nết mày lại giùm tao đi. Mày nói sao? Cái nết của tôi giống bà giống ai? Mày mà nói một tiếng nữa em là dòng trái cây tao nã tạch vô mặt của mày à. Không mấy giờ em cho chị ngẫm luôn đi nha, được không? Chứ cho nó nguyên vẹn, nó đẹp. Chứ em sơ cứu hồi nó cũng ngẫm nhưng mà nó xấu, cái hình hài nó kỳ lắm, nó kỳ mà nó kỳ dữ lắm em ơi. Hey. Thiệt tao không hiểu là tao đã gây thù chuốc oán gì với mày. Nếu mày muốn ăn tao, mày chỉ cần xẻ banh tao ra là mày ăn được rồi. Còn nếu mày ghét tao quá thì mày có thể cầm dao ra mày xả thấy bà tao cũng được. Cần gì phải nhổ từng cái gai trên mình tao như vậy? Kết thúc nhanh đi. Con tao, mày làm gì vậy? Lên kia chơi. Chú bà bị mô nhà nhỏ. Rồi mắc cái gì mà mày không lượm cái chìa khóa lên giùm tao luôn mà mày đưa cái cây? Ông mắc cười quá. Ông bắt tay cái chừng sao ông bước xuống ông lấy đi. Ông nên nhớ ông đã từng đối xử với tôi tệ bạc như thế nào nha chưa. Tôi lấy giùm cái cây là mai phước lắm rồi á. Nể tình còn một chút nghĩa cha con đấy nha. Chứ không á hả là đừng có hòng nha chưa. Tôi biết mà, tôi là con ghẻ của bà mà. Giấu gì chứ con mặc bộ đồ này con tưởng con là Mỹ không á. Nhưng mà Mỹ trong chuyện á tìm lá ngón để tạm biệt mọi người, còn con á là lấy lá lốp để xào thịt bò à. Năm phút trước thảm họa. Ê trái đất, tao có chuyện này vui lắm. Hả, nói gì? Tao có chuyện này vui lắm. Không nghe. Alo, nghe chưa? Chưa, gần hơn xíu đi. Alo, nghe rồi. Chuyện vui, chuyện vui. À, xuống ăn cơm. Trời má, đang đi làm hết hồn hả? Nhưng không sao, hôm nay được ăn buffet miễn phí. Nồi mèn khứa mới lên máu chiền nước biển tốn hết 100 gữ. Cái kiểu này mà mày cứ xây đi xây lại là chắc tao về âm ti cực lạc sớm quá. Nãy lúc nó bật lên tôi tưởng đâu đó là nó bật nhạc là đời hư ảo đưa em vào cơn mê không. Má mày là mẹ tao hay lâu rồi đã. Ủa, mày đang trêu đùa tao đấy hả? Chơi vậy chơi mình đi má. Mày đâu bạn nhá?
Ủa là trời, mày chấm cái chế ổi mà tao tưởng tao thấy mụ nội tao luôn á bay. Rồi có ngày TikTok nó xóa kênh cho rồi lúc đó mà khóc. Mày đặt ghép mặt tao vô là auto lên xu hướng. Ngon không con gái? Dạ cũng ngon, vừa miệng lắm chú. Chú nào? Tao ba mày mà. Không có ba nào mà dễ hết trơn á. Mẹ tôi nói đúng, tụi con hàng xóm. Suy nghĩ cho kỹ vào con trai, lỡ không thôi bị đánh. Trời ơi, mua trái dừa đập mẹ chảy hết nước rồi. Lấy cây dao chặt cái chắc chết á. Trời ơi, mua dừa lấy tay đập gãy mẹ cái tay thì sao? Ôi, thể hiện chi vậy má? Trời ơi, cái quân què gì? Trời đất ơi, tao vừa cái lòng dễ sợ luôn vậy đó. Trời ơi, cái quân đùi dĩ dây mà. Ôi là trời, khứa này á, đã nói là tao không có biết. Bình sữa của mày ai mà biết, mà kiếm tao rồi khóc từ sáng tới giờ. Đang sầu đời ra hóng gió ngồi có một xíu mà cũng không yên với mày nữa. Smile if you're alive. Thì ra là mày chọn cái chết. Trời ơi, tao nói cho mày nghe, tối nay mà tao không kéo cái chân của mày nha, với lại tao không nhảy đầm tưng 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 trên cái giường của mày thì thôi á, tao làm con mày. Lúa tài sao? Vậy? Thôi lúa. Chạy đi, đâu phải lúa mình đâu. Ê, mình mới đạp gì ta? À, cái nết hả? Kệ đi, không phải nết mình đâu, nết người ta mà. Trách ai giờ? Trách mình thôi. Có ông bố vậy rồi, thêm nhỏ chị áo vàng đáng đồng tiền bát gạo nữa. Trò này vui quá ba ha. Nhà đã nghèo ba còn chơi trò này nữa. Chắc mai mốt con với ba ra ngoài đường lụm gác ăn luôn quá. Rồi tao sắp đi chơi với trai rồi làm gì rồi tao đi với ai? Mẹ nó kêu mặc cái đầm vô cho mình được rồi, cái đầu tao làm sao kệ để gì đi. Ơ cái đầu này em phải uống lọn, em uống lọn vô nhìn nó mới dịu. Ừ dịu đó, ừ, dịu quá trời dịu mà. Má mày bom nguyên tử hả? Mày địch mà tao đeo tai nghe tao còn nghe á. Mày sẽ phải trả giá cho hành động này.